Đây là buổi tối đang đi du thuyền trên sông các bạn. Quay có sát toàn chào đây quay. Đây đây là chụp lại đẹp trai. Nữ diễn viên. Buổi tối nhìn nó đẹp lắm bạn. Đi trên thuyền trên sông nhìn nó mát mà nhìn trung tâm của thành phố Vân Sinh nó cũng đẹp. Ban ngày một vẻ đẹp khác và ban đêm một vẻ đẹp khác. Còn đây là ba cái tòa nhà mà có thuyền cũng kêu bằng cái thuyền mắc cạn. Ban đêm thì người ta mở đèn nhìn nó sáng mà nó đẹp lung linh đúng không ạ? Phố có đã lần này mà tôi cũng có một bộ đồ thôi. Đây buổi tối. Giờ này mới mấy giờ? Cano đi bờ chưa ai chết cái sông nó à nó sạch bờ kè chút thôi bờ kè hơi dơ bờ kè mình đi bờ kè là bên đường Trường Sa Hoàng Sa mình đó hay quán nhậu đó thì đây cũng y chang vậy thôi gì đâu. Quá đẹp luôn, hồi nãy buổi tối nhìn đẹp lắm các bạn. Ban ngày một vẻ đẹp khác, ban đêm một vẻ đẹp khác. Bây giờ Phương phải đi lên thuyền tiếp tục.